Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ tiếp thêm một chiếc Finalido này nữa ạ. Chiếc này đời 2019. Em thấy trên bảng giá có ghi giá của chiếc xe này hồi năm 2019. Giá tiền tầm khoảng 213 triệu ạ. Chiếc này nó có hai cặp ngàm thắng trước và sau, rất là độc lạ luôn. Em mới biết giá trị cao cấp của nó, mới nhìn là em xem bộ rúp của nó liền. Tay dò dĩa là u tẹt ra, tay lắc cũng u tẹt ra, nhưng sao ngàm thắng lại lai không đúng, ngàm thắng u tẹt ra luôn chứ, mà lại gắn cái loại ngàm thắng khác vô để làm chi? Em hỏi chủ tiệm thì chủ tiệm nói người chủ nhân của chiếc xe này muốn nâng cấp cái ngàm thắng cao cấp hơn. Anh kêu em mua chiếc này đi, linh kiện ngon lắm đó. Em chỉ chạy vừa size 48 thôi, nhưng còn chiếc này nó tới size 54 lận. Chiếc này em chạy không vừa đâu, phải để cho quý cô chú, anh chị và các bạn có chiều cao 1m75 và 1m80 mới chạy được chiếc này. Dạ, còn bây giờ em xin phép đi vào quay từng chi tiết đây ạ. おー、すごいな。結構音、綺麗ね。最近はこの音、最近のノリッチや。新しいノリッチはこの音やね。すごい。すごい、音綺麗。Ủa, sao cái cối líp của chiếc Finalero này nó chớn kinh khủng vậy? Quý cô chú, anh chị và các bạn nhìn thấy đó. Anh chỉ gật nhẹ cái giò đạp này qua một cái thôi, mà cái chớn, cái tua, tốc độ của cái bánh nó đi khủng khiếp thiệt luôn. Vậy khi dùng hai chân đạp nước rút thì không biết tốc độ của chiếc xe này nó đi như thế nào nữa. Hàng khủng nhìn thấy nó đã thiết. Khung sườn còn rất là mới luôn. Vẫn chưa nhìn thấy ra vết chày ở đâu. Màu sắc đẹp quá. Yên xe cũng còn rất là mới. Nhìn khung đẹp quá xa. Chiếc này sử dụng rúp điện ạ. Nhìn màu sắc rất là hay. Còn chiếc danh tổ tính giờ này có anh ở Việt Nam chốt rồi ạ. Để em quay vào bảng giá chiếc Finalero này. Đời 2019, size là 54, 2 x 11, chiều cao là 1m75 và 1m80. Còn bộ rúp thì là u tẹt ra. Để em quay dò dĩa xem có u tẹt ra đời mấy ạ.
đời 8000 rồi. Khung sườn carbon quá xá đẹp. Em đang tìm coi khung sườn của nước nào sản xuất à? Chắc bên dưới khung sườn có ghi. Màu sắc nhìn thấy vừa mắt ghê hồn luôn. Khung càng trước còn rất là đẹp. Còn vành bánh carbon quá xa đã. Cặp này chắc là đắt tiền lắm. Loại vành carbon thương hiệu này tốt lắm ạ. Ngàm thắng độc quá. Lần đầu tiên em mới nhìn thấy cái ngàm thắng kiểu này luôn. Chắc quý cô chú anh chị sử dụng xe nhiều, nhìn ngàm thắng này là biết giá trị của nó liền. Ngàm thắng này nghe anh chủ tiệm nói đắt hơn ngàm thắng U Tẹt Ra, nhưng không biết có đắt hơn Đu Lắc không nữa. Nhìn ngàm thắng kiểu chắc chắn và bền bỉ lắm. Tay lắc U Tẹt Ra. Nhìn nguyên con, màu sắc rất là đẹp luôn. Dư lường xe có ghi nước sản xuất ở Taiwan rồi. Bên dưới khung sườn cũng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu rạn nứt hoặc chảy xước gì cả. Cả hai ngàm thắng trước và sau rất là đẹp luôn. Dạ, nhìn chung chiếc Finaledo này khung sườn, cặp niềng và bộ rúp còn rất là tốt ạ. Chiếc này quá xa đẳng cấp. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, video chia sẻ chiếc Finaledo này đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.